Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay giới thiệu cho tất cả anh chị em một mẫu xe mới. Đây là mẫu Cửu Long 8 tấn 2014. Xe đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2019. Xe đẹp, lốp đẹp, bán giá rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Con xe này công ty ô tô Quang Vương đang giao bán với giá 290 triệu. Xe đã có hai bộ thành thùng rồi nhé. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2019. Cửu Long 8 tấn, động cơ 6 máy Unchai 180, hộp số 2 tầng, cầu 13 tấn, dàn lốp đẹp. Dàn lốp theo xe vẫn còn khoảng tầm 75% trở ngược tất. Toàn bộ đều là lốp cáp bố thép 1200. Xe ben đầu nhá. Giá bán của chiếc xe này là 290 triệu. Tất cả anh chị em có nhu cầu liên hệ ngay cho em Quang theo số điện thoại 0362 224168. Địa chỉ xem xe công ty ô tô Quang Vương, khu 8 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vâng, tất cả anh chị em có thể đi theo đường cao tốc Nội Bài Lào Cai hoặc là đi theo trục đường mòn Hồ Chí Minh để ra công ty ô tô Quang Vương xem xe rất là tiện. Cầu 13 tấn này nhá, 10 ốc láp này anh em này. Còn đằng sau đây nhá. Đây, đôi lốp bên này cũng rất là đẹp nhá. Đấy, dàn lốp đẹp. Cầu vát đây. Cầu vát đây là cầu của 13 tấn. Và khi đít nó vát và có 10 cái ống láp này thì đấy, điểm đặc biệt để nhận diện giữa cầu 8 tấn và cầu 13 tấn. To nó chênh lệch nhau rất là nhiều đấy. Thành thùng nguyên bản của chiếc xe này là đã cao 57cm, nhưng hiện tại nó đang cơi cao khoảng 1m1. Bằng thùng thành cơi kia giờ này nó khoảng tầm hơn 11 khối. Con xe này có hai bộ thành thùng. Và xe ben dưới 100 triệu chưa có. Vâng, xin chào anh Xuân Hữu điện tử ạ. Vâng, xe hết đăng kiểm thì chúng ta lại đăng kiểm bình thường thôi. Niên hạn sử dụng của một chiếc ô tô tải ben là 25 năm. Con xe này của em là đời 24 cộng với 25 năm. 25 năm thì nó sẽ vào là 2039 mới hết niên hạn sử dụng cơ mà. Đây, hình thức xe thì hôm qua trời mưa, xe nó chạy đường trời mưa về nên là nó rất là bụi bặm. Đấy, nhưng mà để con xe này cam kết anh em là chưa có. Đây, em mở cho anh em xem mặt ga năng là biết. Nó đang bị kẹt bên trong một tí. Cái mặt này chắc đang kẹt cái khóa. Đời 2014. Và hiện tại công ty ô tô Quang Vương đang, bọn em đang liên kết với ngân hàng để xem là cái hình thức trả góp của xe thì làm như thế nào. Rất nhiều những đơn vị ngân hàng nhận, nhưng mà chỉ những xe tải ben đời 25 trở lên thì ngân hàng người ta mới nhận trả góp ạ. Đấy, nội thất cabin là rất sạch đẹp nha anh em nhé. Để so sánh giữa con Cửu Long 24 và con Hoàng Huy thì nó cũng không chênh lệch nhiều đâu. Tất cả về nội thất bên trong nó đều giống nhau hết, chỉ khác ở kiểu dáng form hình thức bên ngoài thôi. Đấy, loa đài này, các hệ thống công tắc này. Vâng, chào anh Hùa Trailer. Hoàng Huy giờ này em còn một con đời 21 và một con đời 2010 nhé. Đây, đăng kiểm vẫn còn đến tháng 9 năm 2019 ạ. Trần vẫn bọc bi lông. Đấy, anh chị em xem đấy, trần xe vẫn bọc ni lông. Hộp số là hộp số 2 tầng, 8 số tiến và 2 số lùi đều giống hộp số của Hoàng Huy. Xe đẹp, lốp đẹp, đăng kiểm dài nhá. Gầm bệ của dòng Cửu Long này thì cực kỳ chắc chắn luôn. Động cơ Unchai 6 máy. Ben đầu đẩy rất là khỏe luôn. Như ở một số tỉnh Yên Bái hoặc là Tuyên Quang này, dòng 8 tấn Cửu Long này nó đi tầm 20 khối cát được. Đấy, nó rất là chắc khỏe. Để mà so sánh như một con xe phân khúc hai chân thì dòng Cửu Long này và dòng Hổ Vò. Đây, em lại cho anh em xem. Con Hổ Vò này hiện tại em đang cơi bằng thành thùng nguyên bản là hơn 13 khối rồi.
Đấy, mà nếu mà chạy đất là vẫn đắp được cả cái lóc đất lên nữa. Nó chạy dao động khoảng 15 khối đất. Và con Cửu Long này cũng thế, con Cửu Long này hôm nay nắng ráo rồi, khả năng ngày mai em sẽ cho đi làm đất, tại vì đợt này ở gần nhà em đang có công trường khu công nghiệp nên là xe bọn em có thể chạy khoảng tầm trong vòng 1 năm. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe thì lên đều là xem xe đang chạy hết. Đấy, anh chị em ưng thì anh chị em mua. Địa chỉ công ty ô tô Quang Vương, khu 8 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ, từ xe tải đến xe con, các loại máy công trình lại nhỏ. À vâng, em đang bận chút khách nên là tất cả anh chị em nào nếu mà ưng con xe đời 2014 này thì liên hệ ngay cho em Quang nhé, 0362 224 168. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.